Hello anh em đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Và như ở một video trước thì mình đã mang đến cho anh em một chiếc màn hình có thể chơi game mà giá hơn 3 củ. Nhưng mà hôm nay Huy Anh sẽ mang đến cho anh em một deal hấp dẫn hơn, là con Acer VI249HGE. Đấy, có giá là 2.690.000. Và để tìm hiểu xem con màn hình này có những gì thì cùng mình tìm hiểu sau intro nhá. Ok, và mình đã quay trở lại với anh em sau intro rồi đây. Và anh em có thể nhìn thấy ngay ấn tượng đầu tiên là thiết kế của màn hình Acer VI249HGE rồi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đây, đường viền nó cực kỳ mỏng. Đấy, có chăng ở phần dưới này nó hơi dày một chút thôi để nó chứa được cái logo Acer này. Đấy, thì đối với độ mỏng của các viền trên màn hình này thì anh em có thể là trải nghiệm kiểu xem phim hay là chơi game trên cái màn hình này, nó là tuyệt vời và đảm bảo được cái trải nghiệm nó đầy đủ cho anh em. Và cuối cùng chúng ta đến với phần chân đế, thì phần chân đế này hoàn toàn rất chắc chắn, được làm nguyên khối bằng kim loại. Đấy, cho nên anh em khỏi phải gọi là suy nghĩ về vật gọi là màn hình nó có trông tranh không, nó rất là chắc chắn. Nhưng mà đáng tiếc một chút thôi là nó không có cái khe để có thể là đi dây qua để có thể setup nó gọn gàng hơn. Nhưng bù lại thì màn hình này ở đằng sau vẫn có 4 cái lỗ ốc vít để có thể là lắp tay arm vào chuẩn ve xa. Đấy, thì nói chung sẽ tùy thuộc vào sở thích của anh em thôi. Thì anh em muốn để cái chân đế nguyên bản này hay là lắp tay arm vào cho nó gọn gàng hơn thì cũng tùy thuộc vào cái sở thích cũng như là cái kinh tế của anh em bỏ ra nhé. Vừa rồi thì mình đã điểm qua phần thiết kế của chiếc màn hình Acer VI249HGE này rồi. Thì bây giờ anh em cùng mình đến với phần quan trọng nhất, đó chính là chất lượng hiển thị của màn hình này. Và chiếc màn hình này có độ lớn là 23.8 inch, một độ lớn nó vừa đủ để có thể anh em trải nghiệm xem phim này cũng như là chơi game. Đó, thì chúng ta có tấm nền là IPS 16,7 triệu màu. Thì anh em có thể nhìn thấy này, màu sắc rất là đẹp, rất là sắc nét. Và nó có góc nhìn lên tới là 178 độ cơ. Nghĩa là khi anh em mà nhìn thẳng này, nhìn chéo hay là nhìn ngang thì vẫn đảm bảo được màu sắc nó sắc nét, không bị bóng mờ hay là bị bóng cái gì cả. Đấy, anh em có thể nhìn thấy các điểm xanh, các điểm trắng ở trên màn hình nó hiển thị rất là rõ nét luôn. Đó, cùng với đó chúng ta có độ phân giải là Full HD và tần số quét là 144Hz. Thì đối với cái chỉ số này thì anh em có thể hoàn toàn chơi game nó thoải mái. Chơi những tựa game eSports như kiểu là Valorant hay là CS2 hay thậm chí là xem phim giải trí thì rất là ok trên chiếc màn hình Acer VI249HGE này nhá. Ngoài cái tần số quét là 144Hz ra để giúp anh em chơi những tựa game eSports như là CS2 này, Valorant có nhịp thi đấu rất là nhanh, thì chúng ta cần một cái độ phản hồi hình ảnh nó rất là tốt. Đấy, thì trên chiếc màn hình Acer VI249HGE này đảm bảo cho anh em được cái điều đấy. Tần số quét 144Hz nó không phải con số quá cao nhưng nó vừa đủ cho anh em để chơi game nhá. Thì ngoài ra chúng ta có công nghệ tích hợp trên này, đó chính là AMD FreeSync Viridium, thì giúp cho anh em giảm tải hiện tượng rách hình này cũng như là giật lag khi chơi game. Đấy, chúng ta có độ phản hồi hình ảnh nhanh này, hình ảnh sắc nét này, thì tội gì chúng ta không chọn Acer VI249HGE. Chúng ta có một cái giá rất là rẻ nữa là 2.690.000. Anh em hãy chọn chiếc màn hình này nhá. Cái lỗi lo mà anh em khi sử dụng các màn hình gaming đó chính là khi mà mình chơi game này, xem phim này, mình rất sợ kiểu là bị mỏi mắt. Đấy, thì ở trên chiếc màn hình Acer VI249HGE này có công nghệ là Acer Eye Care Plus. Đấy, có thể là giảm tải hiện thực bóng mờ này cũng như là ánh sáng xanh, giúp anh em gọi là duy trì trạng thái mắt nó không bị mỏi khi mà sử dụng cái màn hình này. Vừa rồi là những trải nghiệm của mình đối với chiếc màn hình Acer VI249HGE này. Thì mình thấy rằng ấy, màn hình có độ phản hồi tốt này, đấy, hình ảnh sắc nét này, bảo vệ mắt cho anh em này. Thì tội gì mà anh em không sở hữu em nó với mức giá nó rất là rẻ, 2.690.000. Mà ngoài ra nhé, ở Hà Mobile có chương trình là cho học sinh sinh viên ấy. Em còn sở hữu chiếc màn hình này nó hơn 2.5 triệu mà thôi. Đấy, thì rất là rẻ. Mà nếu mà anh em quan tâm với sản phẩm này thì mình để link ở dưới phần mô tả nhé. Mình là Huy Anh, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.